tiếp tục test 3 cặp loa này để chuyển đi cho 3 bác khách ở 3 tỉnh thành. Đầu tiên em chuyển về bác Đại ở thành phố Nam Định. Đấy. Và một cặp em chuyển về thủ đô Hà Nội gần bến xe Mỹ Đình. Đấy, và một cặp em chuyển lên Thái Nguyên và em chuyển lên đường tròn găng thép Thái Nguyên nhá. Và ba cặp loa 450C đẹp xuất sắc. Đấy. Mỹ mãn nha các bác nhá, từ A đến Z đẹp mỹ mãn cho các bác. Em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng các bác nhá. Đấy. Và đã được thay gân rất là đẹp các bác. Đấy, các bác cùng xem này. Em xoay các bác xem tuyến loa nó đẹp mỹ mãn luôn, không một điểm trừ. Đấy. Đây là vệ sinh em để vài hôm là nó bụi như này. Đấy các bạn. Đấy nhá. Cũng chia sẻ với rất là nhiều rồi. Riêng 450C thì nó dán chỉ đến tầm này, không bao giờ kịch vào đây nhá các bạn nhá. Đấy, tất cả đều vậy nhá. Đấy, tất cả đều như vậy. Đấy, vệ sinh xong rồi nhưng để kho nó hơi bụi một chút. Nói chung là tuyến loa và loa bên em thì các bác xem này, nó đẹp mỹ mãn luôn. Không một điểm trừ luôn các bác nhá. Gọi là hàng lai lưu đây. Đấy, hàng quá nhiều cho nên em cũng không bọc co vào. Thì khi chuyển đi thì em sẽ lau qua một cái chút bụi này các bác ạ. Đấy, đẹp lắm các bác nhá. Đẹp mỹ mãn luôn. Không một điểm trừ luôn các bác ạ. Đấy, 450C siêu tuyển chọn luôn. Đấy, CSV 450C. Bên em đã đánh số để ghép đôi nhá. Cực kỳ là đẹp. Thành quách kìa các bác ơi. Rồi. Đấy. Giá thì các bác cũng biết rồi, bên em luôn luôn giá tốt nhất luôn, sốc nhất luôn các bác nhá. Đấy, tất cả đều led căng. Một từ là led căng nhá các bác nhá. Đấy, led căng luôn các bác. Đây. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn các bác ạ. Nói siêu tuyển luôn nhá. Đấy, bên em sẽ test kỹ từng đôi một để một lần cuối cùng chuyển đi cho các bác nhá. Đấy, sáng ngày hôm nay là tạm thời là 3 cặp nhá các bác nhá. 3 cặp 450C. Đấy, màng loa và gân loa bên em thay thì 10 chiếc như nhau cả 10 và 100 chiếc như nhau cả 100 luôn các bạn. Thì đã được lựa và tuyển chọn rất kỹ, cũng kiểu như cái lô loa bốt đây. Sau em sẽ đóng cái hơn một lửa cái số loa em không có ý em cho quay đầu. Nói chung là làm hàng nó phải chuẩn chỉ các bạn ạ. Chứ không chuẩn chỉ nó không được đâu. Chứ còn ví dụ như cái dụng gân kia nó lại là đôi đẹp này. Đấy, dụng gân thì thay gân là chuyện bình thường các bác nhá. Nhưng mà về đục chạm rồi lọ kia thì em không chấp nhận được. Nếu mà với chấp nhận được thì là sẽ có giá thanh lý, nhưng mà người ta cũng không trừ tiền cho em, cho nên là cũng không thể nào thanh lý được. Em tốt nhất là không quay đầu các bạn. Đấy, có rẻ hơn được 100-200 nghìn chẳng giải quyết gì các bác nhá. Đã thanh lý nó phải rẻ đi tiền triệu thì mới bán được các bác ạ, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là các bác nên nhớ những cái sản phẩm mà đẹp là em giới thiệu đẹp và hàng thanh lý em sẽ giới thiệu thanh lý. Sau đây em dừng video để bác Bình đóng những cặp loa này trả các bác trước, sau sẽ đóng những cặp loa bốt để cho quay. Cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển xanh này. Cảm ơn các bác lần nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.